xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn à, thưa quý vị là đối với chúng ta những người thường quan tâm đến những cái câu chuyện về tâm linh thì chúng ta thường đặt cho mình một cái câu hỏi là thực sự có tồn tại hay không một cái thế giới tâm linh song song cuộc sống của chúng ta có thiên đường không có địa ngục hay không và ở những nơi đó à, thì cuộc sống sẽ như thế nào à, các cụ thường có một câu là trần sao thì âm vậy đó là cũng là một cái câu nói ám chỉ cái điều đó thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi có dịp để hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn của tác giả bóng đêm có tựa đề là à, U Minh Giới. Thì trong cái câu chuyện này một phần nào đó cũng sẽ mang đến những cái lời giải đáp cho những cái câu hỏi như vậy. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay một câu chuyện ngắn của tác giả bóng đêm có tựa đề U Minh Giới. À, qua phần diễn đọc của đình soạn kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện U Minh Giới của tác giả Bóng Đêm Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Có lẽ mọi người hay được nghe các câu chuyện về ma quỷ, chuyện tâm linh huyền bí, chuyện về các thầy mo thầy phù thủy hoặc cao tay hơn là các pháp sư có khả năng bắt quỷ trừ yêu. Nhưng có lẽ các bạn sẽ luôn luôn tự hỏi, vậy những người nằm trong huyền môn của Phật giáo sẽ có các trải nghiệm như thế nào? Nếu như ngoài khả năng thông linh với chư Phật, họ lại luôn từ bi hỷ xả, cố gắng triệt tiêu tham sân si, khiêm nhường đến mức tối đa. Nên các câu chuyện về họ đa phần là không có hoặc rất hiếm Vậy bây giờ tôi sẽ kể một số câu chuyện và trải nghiệm của cá nhân tôi cho các bạn nghe Ai tin cũng được, không tin cũng không sao Coi như là giải trí của một ngày mệt mỏi Tháng 7 năm ngoái, ông nội tôi mất Khi đó tôi cũng tu theo mật tông được mấy năm Khi 49 ngày ông nội tôi Thì bà nội và gia đình có mời thầy trường Thầy vốn là một sa đi trong chùa từ khi còn 10 tuổi Đến năm 20 tuổi thì thầy có khả năng tâm linh hay đi trừ tà bắt ma và chấn yểm này nọ cho nên thầy hoàn tục và đi làm pháp sư được gần 20 năm nhà thầy ở ngay sau nhà tôi gần chục năm sau này nổi tiếng rồi thì thầy có xe xịn đi mua nhà mới cho nên không ở cùng xóm tôi nữa tuy nhiên đã là hàng xóm láng giềng cho nên 49 ngày ông nội tôi mất thầy trường đã đồng ý đến áp vong gọi hồn của ông nội tôi để cho gia đình hỏi han xem ông có thiếu thốn gì không có tâm nguyện gì không? ngã áp vong thầy trường là một cái đàn lễ linh đình với cách hình Phật thánh ở từng ban, ban Phật thì đồ chay, thánh thần thì đồ mặn. Một chiếc chiếu được trải ở giữa nhà, một cành phan bằng tre trên treo đủ các loại tiền lẻ với các lá bùa được treo ở trên đó. Người nào ra ngồi để áp vong sẽ được phủ một tấm khăn đỏ lên đầu, tay cầm cành phan để thầy đọc chú triệu vong. Gia đình tôi vốn tín Phật Ngoài tôi sau này tin cõi tâm linh Thì gia đình không ai tin cho lắm Sau khi bà nội bố tôi và một số cô chú ngồi ôm cảnh phan Thì không ai có biểu hiện gì Thầy nói vong không chịu vào mấy người đó Và muốn một người khác để tiếp tục ngồi vào Và mọi người cử tôi lên Vì tôi là cháu đích tôn Tôi đã dịch lên để cầm cảnh phan Và đội tấm lụa đều màu đỏ Nhắm mắt và chờ đợi thầy trường bắt đầu lầm rầm khấn vái họ hét quát nạt như những câu lũ quỷ kia tránh ra con quỷ kia nằm sát xuống từng nghe rõ một một và tự mỉm cười thầy như kiều đang ở cõi âm hay sao mà thấy ma quỷ quát lớn như đúng rồi vậy chứ tiếng của thầy nói dần dần tôi nghe không rõ tai tôi ủ dần đi có một áp lực lớn và lạnh ngắt áp dần từ phía sau lưng của tôi tôi nghĩ chết mẹ hình như chuẩn bị nhập vào mình thì phải sự đột nhiên không gian xung quanh tôi tối thui cảm giác về xung quanh biến mất và tôi như đang rơi vào một hố đen khổng lồ tôi trao đảo và cố gắng giữ thăng bằng mà không được điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng mọi người nói đảo đồng rồi kìa ông về rồi khi tôi tỉnh lại mọi người trong nhà tôi có hỏi tôi về việc ông nhập tôi có biết gì không có nhớ gì không cảm nhận thấy thế nào nhưng quả thật tôi không nhớ chịt gì cả Trong tôi lúc đó là một khoảng trống ý thức Như trải qua một giấc ngủ sâu vậy Mang thắc mắc ở trong lòng Buổi tối trước khi đi ngủ Tôi nằm chằn chọc về một câu hỏi ở trong lòng Một câu hỏi về sự tồn tại của cõi âm là như thế nào Chuyện ma thì đã nghe nhiều Mỗi người nói một kiểu Nhưng mà dù ma quỷ hay gì đi nữa Ngoài việc ma quỷ hiện về hù dọa con người thì cũng chưa bao giờ con ma con quỷ đó tiết lộ một điều thực sự về cung cõi huyền bí và đầy đồn đoán này. đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên người của tôi lại đông cứng lại, cảm giác như bị bóng đè. từng tiếng u u cứ vang lên ở bên tai, người trở nên nặng trịch. rồi bất ngờ có cảm giác bị rơi xuống đất, như rơi vào một cây giếng sâu hùn hút và tối mò vậy. tôi cảm thấy rất sợ hãi và hoang mang, nhưng trong đầu vẫn còn có nhận thức tôi chợt nghĩ xuất hồn chăng vì cũng đã có rất nhiều các sư huynh tỷ tu tập mật pháp lâu năm đã được khai nhãn nhĩ và xuất hồn để đi cảnh giới khác chỉ là bài học của ai người đó biết không có tiết lộ ra bên ngoài tôi rơi một hồi lâu thì từ từ dừng lại người tôi lúc này lại cảm thấy nhẹ bẫng và tôi thấy một đốm sáng màu vàng tôi trôi dần về phía đó càng tới gần thì đốm sáng đó lại càng to và hiện ra một cánh cửa lớn nó to như một sân bóng và rất khó tả Tôi chỉ nói sơ sơ để cho mọi người hiểu Là nó nằm lơ lửng ở giữa vũ trụ mà thôi Bằng sắt nặng nề và có nhiều họa tiết kinh dị Hai bên cánh cửa có hai quỷ thần đứng canh ở đó Cánh cửa sáng rực một màu vàng kỳ lạ Như là phim viễn tưởng Có rất nhiều người từ từ đi vào cánh cửa đó Tôi nhớ có nhiều báo cáo của Tây hay là ta Có nói về việc chết đi và sống lại có đi qua một đường hầm ánh sáng gì đó. Còn đây tôi thấy một cánh đồng khổng lồ và nhiều người lầm lũi bay vào đó mà không có ai trở ra cả. Tôi bị hút tới đó chứ thực ra lúc đó tim đập chân run, sợ vãi cả linh hồn. Ngay tới cảnh thầy trường không làm nhanh, tôi bị hút vào đây là ra khỏi, coi như đột tử luôn. Một vị quỷ sai khổng lồ thấy tôi không thuộc người chết, cho nên đưa tay tóm lấy tôi, như kiểu người khổng lồ túm một đứa trẻ vậy. Tôi dũng người lại sợ hãi Và lúc hoàng sợ đó Tôi chỉ biết chỉ ngũ bộ chú thật nhiều Một câu chú mà khi tu mật tâm tôi hay chỉ niệm Thực ra bên mật tâm có rất nhiều câu chú Bài chú Bài kinh tiếng phản tiếng hán Nhưng những lúc cấp bách chỉ bộ ngũ chú là nhanh nhất Ngắn nhất và dễ nhớ nhất Còn nếu là người khác Người ta sẽ niệm Phật, niệm danh Chúa hay làm gì đó miễn là bớt sợ và mang niềm tin là sẽ được cứu thoát khi tôi chỉ được mấy chủng biến bộ ngũ chú, thì trong không trung đột nhiên xuất hiện một tờ giấy phép màu vàng sáng, bay ra lơ lửng tới chỗ của hai vị quỷ sai, và trong không trung u tịch có tiếng nói ầm trầm. Nay thời mạt pháp, con người vì tham sân si mà tạo nhiều quả nghiệp, nên nay bề trên cho phép vị hành giả này tham quan u minh giới, để về kể lại, khuyến khích mọi người tu tập và làm lành lánh giữ. Thời gian bà khắc sẽ trở ra Hai quỷ sai canh cầm liền quỷ xuống đáp lễ và không chung Hai tay đón lấy tấm lệnh bài Rồi kết giới của cánh cầm u minh giới Dùng để ngăn linh hồn người sống lạc vào được hé mà Và tôi có thể từ từ bay vào Trong thâm tâm của tôi cảm thấy sợ vô cùng Chỉ muốn quay ngay về dương thế Được đi chơi thể thao đá bóng Chơi liên minh huyền thoại Chứ tự nhiên chui xuống đây để làm gì Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào Tôi bị hút vào quăng mạnh và phía trong cánh cầm tôi Thấy mình đang lao đi trên một con đường lát đá xám lạnh lẽo Bầu trời không trăng không sao nhưng vẫn thấy đường đi Ánh sáng ở đây rất kỳ lạ, âm u lạnh lẽo như ngày trăng rằm Nhưng lại không thấy mặt trăng đâu Hai bên đường tôi đang đi là núi đá Con đường tôi đi rộng khoảng 10 mét cứ cách tầm 30 mét là hai bên cắm một ngọn đuốc và hai người mặc áo như kiểu quan Trung Quốc, cối đầu đối diện nhau im lặng, kiểu như là cương thi vậy. Tôi cứ lào vùn vút như vậy và tôi giật mình vì thực tế tôi không bị hút vào mà đang cưỡi trên một con vật gì đó. Tôi cố can đảm quan sát đang cưỡi cái gì thì phát hiện ra tôi đang cưỡi trên một con sói trắng khổng lồ, bờm dày như sư tử và to hơn sư tử mấy lần. Nó cứ là vùn vút trên con đường lát đá màu xám lạnh lẽo Cho tới một cái đầm cuối con đường thì dừng lại Tôi bị bắn văng vào phía trong lăn mấy vòng Rồi dừng lại khi đụng vào cột đá Tôi lóc ngóc bò dậy thì thấy hang động được bố trí Như một căn phòng xử án khá rộng Sát tường là một vị quan nhìn như bao công Khuôn mặt đen xì trước mặt là cái bàn Và một ngọn nến cháy lèo lét Quanh hàng là đúc cháy cho nên ánh sáng mờ tỏ chứ không hề rõ nét. Góc bên phải hành lang có một cánh cổng lớn và mọi người đều lầm lũi đi qua đó. Thì thoảng có một số vong ma kêu lên ẩm mỹ, dãy rùa muốn bỏ chạy hoặc là la hết kêu oan. Thì sẽ xuất hiện hai quỷ sai. Hai quỷ sai này cao khoảng 2 mét rưỡi, gầy nhoàng và mặc đồ trắng dài tận chân như là phim hai vị này sẽ xách cổ kẻ la hét tới ném xuống trước mặt quan âm xử án và không cần nói nhiều quan âm vất tay một cái bên cạnh kẻ phạm tội xuất hiện một chiếc giường lồi to như cái mâm tất cả tội ác của người phạm tội đều hiện rõ ràng không giải thích không ngụy biện nổi sau đó hai vị quỷ sai tiến tới với dao kiếm trì vồ đập tới tấp kẻ phạm tội tới khi nát bét y như người lớn đập con nít vậy Xong xuôi thì chiếc gương chùi xuống đất và từ đó hiện ra một lò lửa đỏ rực. Hai vị quỷ sai liền hất cái xác kia xuống đó. Mặt đất khép lại, toàn bộ quy trình ai cũng thấy cho nên hầu như ai cũng lầm lũi đi mà không dám nói một câu nào cả. Chiếc gương xuất hiện kia được gọi là nghiệp kính đàn, thường được treo ở nghiệp cảnh đài. Ai đi qua đều xem được hết tội nghiệp phía trước của mình. Nên khi vào sự án, thường không ai dám nói gì Còn chối cãi thì như cảnh vừa rồi Hai vị quỷ sai im lặng hất đầu về phía cửa ấy Cho tôi đi theo hướng của mọi người đang đi Thế cảnh giấy lúc nãy tôi xón đái cả sao quần Nếu có âm đái được chắc tôi cũng sẽ tẻ luôn Tôi liếu diếu đi theo mọi người có cánh cổng bên hang động Đi đường qua cánh cổng, tôi nhìn xuống dưới và thấy một khoảng không tối mịt rộng bao la một con sông rất rộng không có điểm cuối và một cây cầu bắc ngang cây cầu này khá là rộng và vững chắc chứ không ọp ẹp như tôi nghĩ một lực vô hình đẩy bàn tay của tôi tiến về phía chân cầu tôi cùng với đoàn người bước lên cầu đi sang bờ bên kia khi lên cầu rồi tôi mới nhận ra cây cầu này không dễ đi như tôi nghĩ tí nào cây cầu to lớn hùng vĩ kết nối như đá tảng Vậy mà khi đến giữa cầu thì mọi người cứ tự nhiên thụt lỗ cầu và rơi xuống. Cây cầu tự nhiên hiện ra mấy lỗ và có người thụt xuống hoặc có người gào thét như kiểu đang đi trên dây rồi la quan lan càn rơi xuống dưới. Nói chung mỗi người một kiểu nhưng trung quỳ tới bên kia cầu chỉ còn lại 3 phần 10 là sang tới nơi. Tôi cứ chỉ chú và quan sát không dám ý kiến thân mình cũng chỉ lo sang đến bên kia chứ nào dám giúp ai sau khi tới chân cầu bên kia tôi ngỡ ngàng vì trên bầu trời có rất nhiều ô sáng với những màu sắc khác nhau mọi người đi đến đó mỗi người bị hút về một ô khác nhau tôi ngạc nhiên vì có dòng suy nghĩ khác chuyển đến ở trong đầu mình giải thích đó là các cánh cửa của địa ngục tùy nghiệp đã tạo ra mà bị hút về phía các cửa ngục khác nhau để chịu tội còn có thể chọn một cửa để tham quan tôi nhìn quanh rồi chọn ô màu trắng Ít nhất thì màu sáng trắng có vẻ an toàn hơn các màu khác Khi chọn xong thì người tôi bị hút bay vèo về ô sáng đó Và chưa tuột vào cánh cổng ánh sáng trắng Người chưa bồng bềnh về phía trong Không có khái niệm gì về không gian thời gian cả Không gian giờ trở nên tối thôi và tự nhiên tôi sợ ma vô cùng Nghĩ cũng kỳ xuống địa ngục lại sợ ma Rồi trong không gian đen đặc đó Tôi nghe thấy tiếng lao sao của rất đông người rồi nghe rất rõ họ nói Đây rồi đây rồi Tao chờ mày mãi Nó đây rồi Tôi sợ quá Người thì chưa vô định theo cổng ánh sáng mình chọn Nên tôi lại chỉ ngủ bộ chú Chỉ mà mồm méo cả đi vì sợ Lắp bắp mãi mới nhớ và chỉ được Bất chợt từ trong cơ thể của tôi phát ra ánh sáng Nó giống như là trong cơ thể đốt đèn dầu vậy Ánh sáng tỏa ra vàng nhạt Chỉ đủ để soi rõ một khoảng gần mà thôi Tôi nhìn hàng trăm cánh tay đen sì cố với lấy tôi để kéo tôi xuống. Không thấy người chỉ thấy tay là tay rất ghê sợ. Người tôi thì cứng nhắc, chỉ biết phó mặc cho số phận và chỉ chú thật nhanh. Từ người của tôi bay ra vô vàn chữ phản, quay vòng vòng và dần tôi có cảm giác như đang trôi trên dòng sông ấy. Và ánh sáng ngày càng tỏa ra, càng khiến cho những cánh tay không thể vồ vào người tôi được. Thật may quá, cuối cùng tôi cũng trôi đến chân núi có một con đường mòn dưới chân núi dẫn lên phía trên cơ thể tôi từ từ được đẩy thẳng và dừng lại khi đứng an toàn ở trên con đường đá đó giờ tôi mới quan sát chắc cũng không được thông minh lắm khi chọn cánh cổng này bởi vì đây là một vùng núi đá sắc nhọn bao quanh rất chỉ là cao toàn kiểu đá tai mèo phía trước đường mòn là sương mù dày đặc khiến cho cảnh vật càng thêm âm u gây sợ hành trang của tôi chỉ là ngũ bộ thần chú và một niềm tin rằng các vị cho đi thăm quan không được đến nỗi ép chết tôi ở đây tôi mạnh dạn đi tiếp về phía trước xuyên qua đám sương mù và dần nghe thấy rất nhiều tiếng kêu khóc rên la khi qua khỏi đám sương mù đập vào mắt của tôi là một ngọn núi đá cao và sắc lẻm ánh sáng trắng tôi nhìn thấy phía ngoài là do những đỉnh núi này phản quang mặt tạo thành cảnh vật sáng hơn làm tôi thấy rõ hơn những gì đang diễn ra trước mắt ngày chỗ tôi đứng có một cái cổng đá được khắc ba chữ lớn bằng chữ hán tôi không hiểu là chữ gì nhưng trong tâm bỗng có một suy nghĩ xẹt qua thạch âm sơn không cảnh phía trước là hàng vạn người rắc rưởi nghèo khổ đang mà mê đập đá và vác đá họ cầm củi như những con ong chăm chỉ vậy nhưng những núi đá và hòn đá ở đây cũng kỳ lạ Tôi nhặt lên xem thì thấy nó bình thường như bao cục đá khác Nhưng với những người kia thì không như vậy Khi họ đang đào bới Thì mỗi nhát cuốc bổ vào núi đá Những viên đá liền vỡ vụn ra như thủy tinh sắc lẹp Bắn đầy vào những người ở đó Khiến cho họ kêu gào đau đớn vô cùng Chưa kể thi thoảng núi đá còn rung chuyển Khiến cho hòn đá to ảo ảo di xuống Để chết những người ở bên dưới Hoặc trong quá trình rơi đá va và đập vào nhau vô tung tóe tạo thành những mảnh nhọn mũi tên lao bắn vào người làm bên dưới làm cho họ chết rất thê thảm tôi lúc này tự tin chỉ chú và di chuyển một quần sáng dưới chân tôi giúp tôi đi nhanh hơn mà không hề chạm đất cảm giác đúng hơn là bay còn ánh sáng và chữ bay quanh người giúp tôi không bị đá văng chúng phật pháp thật là nhiệm màu và ở trong hoàn cảnh cụ thể mới thấu hiểu được từ liếc đi trên con đường để xác chết và một lần nữa điều kỳ lạ lại xảy ra những hòn đá một lần nữa từ từ chạy ngược lại chỗ nó rời ra và rơi xuống y như tua lại một cuốn phim những chỗ đào bới lại y nguyên như chưa hề bị cày cuốc còn những xác chết thì từ từ hồi sinh các mảnh vụn gom lại thành người xác chết bẹp thì phồng lên như cũ sau đó họ lại tiếp tục đào bới tôi chợt nghĩ mẹ vô ích như này thì đào làm quái gì cho mệt nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lướt đi tiếp và tôi có ngay câu trả lời cho suy nghĩ đó có một số vong hồn mới chết khi bị xuống đây không chịu được đau đớn khổ sở cho nên mới trốn ở các kẽ đá không chịu ra làm việc cứ bị gãy chân gãy tay hay vỡ đầu hoặc chết đau đớn vô cùng rồi lại sống lại rồi lại chết lặp đi lặp lại nên họ sợ mà trốn đi Lúc này xung quanh công trường xuất hiện các quỷ sai khổng lồ, hình thù kỳ dị, để túng bắt những người bỏ việc bỏ trốn. Khi bắt được quỷ sai sẽ đập chết hoặc ăn thịt, trông rất ghê sợ. Quỷ sai đánh đập ăn thịt giống như mấy phim kinh dị về người khổng lồ vậy. Tiếng kêu là gào thét, cứ như vậy kêu lên đến nhức cả đầu. Ở đây chỉ có một màu ánh sáng lở mà, chứ không ra ban ngày hay ban đêm. Một màu chết chóc và đau thương đang lướt đi như vậy tôi cũng không khỏi chạnh lòng và tôi thấy một vong hồn đang run rẩy núp sau một tảng đá trông dáng khá là quen mà không biết đã gặp bao giờ cho nên tôi tiến lại thường thì khi như thế này những cành đầu dưới máu chảy tôi thường tránh xa chẳng có gì thích thú nhất là nghiệp quả của họ cho nên họ phải chịu đựng chẳng ai giúp được cho nên cũng không rõ vong hồn ở đây ra sao Tôi lướt tới bóng của người đó Và giờ tôi mới quan sát được kỹ một vong hồn ở đây Họ tóc tai bổ xù Không nhìn được rõ mặt Khuôn mặt như có một làn khói bao phủ Không thấy đôi mắt của họ Khuôn mặt mờ mờ nhưng toát lên vẻ đờ đẫn và mệt mỏi Lơ ngơ như là bị lú Có lẽ cái này gọi là vô minh cho mắt chăng Tôi đứng sát vòng đó cố tình chỉ chú to một xíu Xem họ có phản ứng gì không thì bất chợt vong đó lắng nghe Tôi thấy có cảm ứng cho nên chỉ to xíu nữa Và ghé sát lại một chút Ánh sáng tỏa ra từ thân tôi xoay rõ khuôn mặt cổ họ Và xóa đi lớp xương bao phủ Người này quay ra nhìn tôi rồi nói Cháu cứu chú với Cháu cứu chú với Tôi liền đáp Cháu sao cứu được chú Cháu chỉ là một người bình thường thôi Vòng đó liền đáp Thường thường thì lâu lâu có một vị Bồ Tát xuống để thuyết pháp thì sẽ là lúc mọi người được nghỉ ngơi Còn không sẽ chịu cực hình mãi mãi như thế này Chức chú trên trận buôn bán và trích hút thuốc phiện Mà túy cho đến bây giờ phải xuống đây Tất cả những người ở đây đều làm việc ác hết Rất lâu mới có người ra khỏi chỗ này Chú tên là Hồng sinh năm 55 Ở thành phố Nam Định gần ga Chú đang nói thì quỷ sai đi tới và giơ tay ra định túm lấy chú Tuy theo phản xạ liền đưa tay về phía quỷ sai là hiện thất thanh là khoản đã tức thì có một luồng hào quang xuệt qua đánh bông tay của con quỷ lên làm cho viên quỷ sai bất ngờ lùi lại nhìn tôi và không dám tiến lên nữa tôi nói nhanh với chú hùng cháu cũng không thể ở lại đây hoài được và cũng không thể giúp được chú chi bằng cháu hướng dẫn chú câu thần chú này để nhanh giải nghiệp mà ra khỏi đây coi như là duyên của chú với cháu vậy chú đồng ý ngay và tôi chỉ cho chú câu đầu tiên của ngũ bộ chú. Tôi hướng dẫn chú khi mà chú học thuộc lòng mới quay đi. Lết đi một đoạn tôi quay lại nhìn chú. Tôi thấy quỷ sai đã bỏ đi không bắt chú nữa. Và điều tôi mừng nhất phía trong lòng của chú. Chú là vong cho nên người như xương khói vậy. Có một đống lửa đã được thắp lên. Còn những người chỉ lâu năm thì thâm tâm sẽ sáng rực như đèn. Còn chư Phật thì rực rỡ như mặt trời. Cho nên được gọi là Đại Nhật Như Lai Tôi lướt về phía cuối đường và tới một khu sương khói. Đi xuyên qua đây sẽ ra khỏi công trường đá xẻ. Tới chỗ của những vòng linh nhẹ nghiệp hơn. Những người đã biết tín vật và cầu giải thoát. Tôi mạnh dạn trưa vào đám sương khói. Và một lát sau tôi đi qua đó. Qua xong thì tôi nhận ra tôi đang ở trên một con đường rất nhỏ. Xung quanh là đầm lúa. Trời khuya như lúc 10 giờ tối có ánh trăng. Tầm nhìn xa khoảng một cây số có một cây số thì tầm nhìn rất là sương mờ khói bao phủ xung quanh Không định hướng được từ bờ vờ giữa cánh đồng không biết nên tiến hay lội Dưới cánh đồng lác đác một vài người đang nhặt lúa Tôi đang lờ ngờ thì có tiếng ngựa từ phía sau vọng tới Và từ đám sương mù Một chiếc xe ngựa và một người đang đánh xe đi về hướng của tôi Thật là mừng quá Người đánh xe ngựa đi đến gần Tôi liền cất tiếng hỏi thưa chú đường về làng đi lối nào à người đánh xe ngựa vẫn cúi mặt lầm lũi bước dù tôi hỏi đến ba bốn câu giờ dạ, tôi mới để ý tất cả mọi người xung quanh đây đều lầm lũi làm không ai nói gì nhìn gì y như bị cấm khẩu vậy tôi nhìn quanh và phát hiện người đánh xe ngựa đã đi xa và dần biến mất vào sương khói cuối con đường tôi liền lao về phía đó ít nhất hướng người đó đi ắt có hy vọng hơn dù sao cũng đỡ hơn đứng hoài dưới cánh đồng như vậy. tôi chạy một lúc thì dần vào một ngôi làng ma mà ở đây có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, im lặng như tờ, những rặng tre dưới ánh sáng lờ nhờ tạo nên một khung cảnh quái dị, không một tiếng kêu, không một âm thanh, lác đác một số bóng trắng vật vờ đi lại. tất cả đều im lặng trong cảnh đêm tối như vậy. tôi phát hiện ra phía trước có ánh sáng nên tiến đến. Khi tôi tiến đến gần có một chỗ trú chân và đây giống như một cái đình làng theo kiểu miền Bắc. Có mấy cái cột gỗ và mấy cái mái ngói vầy rồng cong cong. Không có xây tường. Một phía của đình đặt một tượng đá tạc đơn sơ hình ngài địa tạng vương. Bên cạnh là ngọn nến đang cháy. Còn tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều ngồi sồm gục đầu im lặng. Tất cả đều mặc quần áo vải xô trắng kéo mũ che mặt. Không hương khói, không kinh sách, không nói chuyện không gì cả Vì vậy tôi không hỏi được gì Chỉ quan sát mà thôi Theo như lời hướng dẫn xẹt qua tâm Thì đây là những người vô thần Khi sống không theo tín ngưỡng Và không tín gì hết Tuy nhiên cũng không làm việc gì ác Cho nên giờ đây ở đây sám hối Và hình thành sự tín tâm Ban đầu cứ lại tưởng đã Ở giữa làng ma quái này Tôi thấy sợ hãi nên khấn xin chư vị giúp qua chỗ nào khá khẩm hơn sẽ đầy tự tin hơn vừa muốn đi khám phá. Nghe vậy tôi liền hít một hơi và tĩnh tâm chỉ ngũ bộ chú. Vừa nghĩ trong đầu khấn xin chư vị giúp. Và trước mặt tôi liền xuất hiện một đốm sáng vàng giữa không gian. Nó từ từ lan rộng. Và khi đủ rộng để tôi chui qua, thì tôi liền chui qua ngay. Miễn thoát khỏi ngôi làng như nghe địa đêm là tốt nhất rồi. Tôi bước sang bên này. Cánh cửa ánh sáng kia đóng lại ngay. Chỗ tôi sang là một con phố nghèo, đường xá bé tí và lát bằng gạch đỏ, kiểu đường lát gạch từ thời phong kiến. Những căn nhà cấp 4 cũng bé, diện tích mỗi nhà chỉ tầm 2 x 4 mét, cao tầm 2,5 mét mà thôi. Mọi người ở đây có vẻ giống với người dương. Hai bên dãy phố có cho hai hàng đèn lồng, cho nên có ánh sáng vàng và nhìn nhau rõ hơn. Mọi người đi lại nói chuyện và buôn bán khá nhộn nhịp, con đường gạch tôi đi chỉ có rộng khoảng 5 mét, so với đường phố chính thì quá nhỏ, nhưng người ở đây toàn đi bộ cho nên chắc cũng không ảnh hưởng lắm. Tôi thấy một cái đền nhỏ, trong đó có thờ ngài Trần Hưng Đạo, tôi bước vào đó thắp một nén hương, và quay sang nhà kế bên thì thấy hai chiếc quan tài, trên đó có để ảnh hai thanh niên trẻ và khoảng chục người nhà ngồi xung quanh, có một người phụ nữ đang đếm tiền vàng toàn là tiền âm phủ. Tôi mạnh dạn liền hỏi Ủa sao hai cậu này trẻ vậy mà đã chết rồi? Người phụ nữ liền trả lời Hôm nay hai đứa nó sẽ bị tai nạn xe máy chết Mọi người đang đợi nó xuống Vậy là số phận đã được an bài Tôi bước đi và suy nghĩ miên man về việc người âm biết trước Con cháu sẽ bị bắt chết Vậy nhân quả là điều khó có thể giải thích Đang nghĩ ngợi thì tôi thấy có một đứa nhóc tầm 15-16 tuổi léo đéo đi theo Chắc nó thấy tôi lạ cho nên cứ bám theo nhỏm ngó Đang cô đơn một mình cho nên tôi liền gọi Ê nhóc lên đây nói chuyện chơi Nấp là cái gì vậy Nó thấy tôi vậy thì liền tiến lên bắt chuyện Sau nhiều chuyện trên trời dưới biển Tôi biết nó tên là Nam 16 tuổi quê ở Thanh Hóa Vì cứu người chết đuối cho nên bị chết Sau các công cuộc cứu người Cho nên được ở lại đây đến lượt đầu thai Sau khi trò chuyện một lát tôi liền hỏi có trò gì vui không em Nó liền nói Có đi theo em đi kiếm đồ ăn Tôi bám vào lưng của nó Và nó chạy kéo tôi theo Và vụt một cái nó đã truy qua một bức tường Và khi đi xuyên qua Tôi đã ở một con phố trên rừng trần Tầm 11 giờ khuya Tôi và nó bây giờ là hai bóng ma Và tôi phát hiện trên trần gian Có nhiều bóng ma như tôi và nó Nó dẫn tôi bay tới một ngôi nhà Có đứa trẻ nhỏ nó cấu nó véo nó Làm cho đứa trẻ khóc ré cả lên Một lát sau ông bà nó chịu không nổi Thế là mang đồ cúng ra cúng cho chúng tôi Vài vụ như vậy tôi thấy thằng Nam cười khoái chí Ý như tôi thấy tài lanh của cậu ta Tôi cũng không khoái lắm và tà tâm nổi lên Tôi liền bảo Nam Ây, hay lúc anh lên trần mày cháu hành người ta Anh đến hóa giải nó trả tiền Anh lấy tiền mua tiền âm đốt cho mày Vậy là cả hai bên đều có lợi Hai anh em cùng đều cười khoái chí Và tôi chợt nhận ra Ánh sáng từ tôi nó tối dần Tôi sợ quá nghĩ Đùa giỡn thôi mà Tôi liền khấn chư vị Là con nói chơi mà thôi Chứ có làm thật đâu đùa đùa một chút Ánh sáng lại từ từ sáng lại Nam liền nói Ở đây có rất nhiều người làm như anh nói Họ kết hợp với các thầy Pháp để kiếm ăn có ba loại thể pháp mà em biết một là chả có khả năng gì cầu cúng vớ vẩn hên xui loại hai là có chút ít khả năng tâm linh và kết hợp với người âm để làm màu gia chủ kiếm sống cho cả hai loại thứ ba là có năng lực cao hơn có thể bắt tay với quỷ thần để làm việc đấu đá lẫn nhau kinh lắm tôi liền hỏi vậy sao em không đi theo một thể pháp nào đó cho sướng nam liền đáp ở đây hầu như ai cũng nhẹ tội nên dáng ít thời gian rồi đi đầu thai chứ theo pháp sư thì khi làm quan và thánh thật phía trên truy bắt tội nặng lắm là phải vào mấy cái địa ngục mà anh đi qua đó khổ lắm cho nên không ai dám cả mấy đứa kia điếc không sợ súng mà thôi ồ vậy là cuộc sống của người âm cũng có việc phân chia hành xử như người dương vậy đúng là các cụ nói trần sao âm vậy cấm có sai tới một nhà khá giàu tôi bảo Nhà này giàu chắc cũng cúng dữ lắm Vào xem sao Tôi chỉ qua cửa vào bên trong Còn Nam đi sau Khi tôi đang ngó nghiêng trong nhà Thì bỗng thấy sẽ đánh đùng một cái Nam văng ra ngoài mặt đường mặt mũi sám ngoét Tôi liền nhau ra hỏi sao vậy Nam nó lắp bắp nói Nhà này có dán bùa thỉnh của Đức Thánh Trần Em không vào được Chắc anh có tu tập nên không sao Chúng tôi đang nói chuyện Thì có một đám vong láo nháo Cười nói rôm rả dạ đi đến Nam có vẻ sợ lắm Nam liền nói Đám đó đi làm việc cho thầy Pháp Rất thông dữ và đông lắm Ở đây ai cũng sợ tụi đó Nam tuy có vẫn đau Nhưng vì sợ cho nên kéo tôi nếp sát vào về hè Còn các vong khác kẻ thì biến mất Kẻ thì nấp đi hoặc là cúi đầu Như không nhìn thấy gì Tụi cơ hồn âm binh kéo qua con phố ảo ảo Khiến cho gió tung lên lạnh lẽo Mấy người dương đi xuyên qua chúng Bị chúng tiện tay đẩy xé cái bịch mà không hiểu sao lại té Đi ngang qua chỗ chúng tôi Tụi nó nhìn thấy Nam cho nên chỉ trò và bu lại Có lẽ Nam là một vong man tinh nghịch Cho nên tụi nó để ít từ lâu Này bắt gặp cho nên bu đến bắt nạt Những vong ở đám này đủ các dạng Từ người bình thường đám nghiện binh lính chết trận đủ cả Đám người ước tính phải gần 200 người xôn xao cả con phố Chắc đám này vừa đi làm gì đó cho thầy Pháp đi chấn yểm hoặc là hóa giải đánh nhau gì đó cho nên mới đông như vậy và phía xa xuất hiện một con quỷ nó cao tầm 15 mét y như người khổng lồ vậy nhưng nó không hề chậm tập mà di chuyển rất nhanh so với quỷ sai ở bãi đá thì nó bé hơn một chút và có lẽ là kẻ cầm đầu theo mặt lão pháp sư để cai quản đám âm binh trông con quỷ thật đáng sợ và gớm ghiếc khi đi tới đám ông binh liền giặt ra để tránh đường con quỷ thiên nam và đoán biết nam đắc tội gì với đàn em của nó cho nên tiến tới tóm chặt linh nam tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện về việc quỷ ăn vong hồn nó cũng giống như việc cá lớn đớp cá bé mà thôi con quỷ này ăn vong hồn vừa để trừng phạt vừa để dằn mặt đám âm binh nên nó túm linh nam rất nhanh và dứt khoát nam chỉ biết dãy rộ và gào thét xây phút đó tình cảm giữa tôi và nam khiến tôi không biết sợ hãi nữa Tôi gào thét và lao ra giữa đường để cản con quỷ đó lại. Nó cúi xuống nhìn tôi một xíu rồi đưa nam lên như bốn nốt chừng. Đầu của tôi nghĩ mông lung, phải làm sao đây, phải làm sao đây. Phải chi từ cao tay như lão trường bơm đẩy cho ít bùa phép, có phải là ngon hơn không? Giờ dạ thì vui rồi, nó ăn thịt thằng nam rồi chén mình luôn. Vậy là sáng mai gia đình sẽ hát bài, bình minh sẽ mang em đi. Nhìn thấy con quỷ bất giác tôi nhớ đến một câu chú thứ tư của ngũ bộ chú Câu chú thuộc về ít ma bộ Câu chú của quỷ thần do Phật mẫu chuẩn đề thuyết Chuyên dành để trừ tà và phá yểm đối Tôi không chỉ nữa mà gào lên ốm chết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha tôi gào liên tục như sợ nó không nghe thấy vậy và con quỷ nó dừng lại còn tôi thì cứ gào nó không nhìn tôi mà nó nhìn phía sau lưng của tôi còn tôi thấy một sức nóng phía sau Tôi vừa gào vừa quay lại xem nó nhìn cái gì Và tôi cũng giật mình suýt té ngã Phía sau tôi là một vị hộ pháp tôi gấp năm lần con quỷ Toàn thân rực lửa Tay cầm chùy gai từ từ giơ thẳng cây chùy bổ vào đám giữa chiếc kim càng chùy rực lửa được vị hộ pháp cao to như tòa nhà từ từ vung lên và nhằm thẳng một phát nhanh như điện tôi chỉ kịp thấy xoẹt một quầng sáng thì cây chùy kim cang đã bổ vào giữa đám âm binh và con quỷ ẻo lả gây rợn tạo nên một tiếng uỳnh đinh tai nhức óc không gian và thời gian như là méo mó đi sau cái phát đập chùy của vị hộ pháp cả đám âm binh văng tứ tung cây kim cang chùy đỏ rực lửa to đổng trón gần hết đường phố tôi liếc nhanh thế trên đó ghi chi chít chữ bùa tiếng phạn vị hộ pháp từ từ kéo cây chùy lên vắt trên vai tay trái thu về để trước ngực như thể là kết ấn vậy đám âm binh cơ hồn tan tác vòng khắp nơi còn con quỷ thì văng sơn bên cạnh chúng tôi trông nó thật thảm hại sau cú đập trùy long trời lở đất thì tôi để ý ngoài đám cô hồn bị tác động thì cảnh đời thực không bị ảnh hưởng gì ngoài việc gió nổi lên ảo ảo dân dương gian vẫn chạy xe vù vù như thể không có chuyện gì xảy ra họ chỉ thắc mắc sao gió ở đâu mạnh lên dữ dội ở cửa ly gần tôi quan sát con quỷ kỹ hơn Nó to lớn cho nên rất dễ nhìn Tóc tai lòa xòa Không thêm mắt đâu Mặt như một đống thịt giữa nhìn phát tợm Tôi cứ thắc mắc những con quỷ khác có như vậy không nhỉ Cứ nhìn mấy con quỷ kiều này gây chết đi được Cô Nam sợ quá bám vào chân của tôi run rẩy. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh Vì có quả ô dù rất lớn ở phía sau Là ngài hộ pháp đang đứng sừng sững có quả ô dù to như vậy tôi cũng khá tự tin Tuy có kiềm chế nhưng miệng tôi vẫn ngoác ra cười Tôi kiềm chế lại và tỏ ra từ bi chỉ thầm ngũ bộ chú Dù sao mình là người học đạo nó gương Phật Nên thế mà quỷ gì nữa cũng phải từ bi Nhưng mà thâm tâm tôi nghĩ Nếu tôi có khả năng như lão trường bờm Hay là như nhân vật đạo sĩ trừ tạ ở trong phim Trung Quốc Mà Diệp Kiếm Anh hay đóng Chắc tôi sẽ lao đến rắn quả bùa vào mặt con quỷ và nắm âm binh rồi lấy kiếm gỗ vàng vào đít của chúng nghĩ tới cũng đã thấy khoái rồi con quỷ vùng dậy như một làn khói la bút về phía con đường để chạy trốn tuy nhiên cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng u u rất là to âm thanh cứ u u giống như là tiếng trùng gõ mõ cạnh một cái nó rồi rung lên u u như vậy một khoảng không gian xung quanh đám âm binh xuất hiện những tia sáng vàng nhỏ đan xen như mạng nhện những chữ bùa bay vòng vòng qua các tia lửa mạng nhện đó Quỷ cầm đầu dính vào cái mạng nhìn đó bị đánh văng ngược trở lại, Thế nhào gần chỗ tôi. Kết giới tôi chỉ nghĩ được như vậy, hóa ra kết giới trong tuyển thuyết là có thật, phim ảnh hay diễn tả, nhưng này tôi thấy được tận mắt. khoái quá đi, một cảm giác sung sướng và tự hào dâng lên ở trong lòng. Tôi quay lại nhìn vị hộ pháp cao lớn đứng sừng sững tại kết ấn và mồm đọc rất là lâu. Giờ tôi nhớ lại chữ om đúng là chữ đầu của các cái từ om ram Om Si Lam là trùng từ của chư Phật nên khi vì đó niệm om giọng trầm hồng như là tiếng hồng đỉnh trung tiếng om vang dài nên nghe như là tiếng u u vậy tất cả đám âm binh tàn tác sợ hãi không dám nhúc nhích và từ ngoài kết giới dưới đất chui lên cơ man nào là quen binh binh lính của âm giới họ lên gô cổ đám âm binh lại và kéo xuống đất dần dần thì biến mất hết chỉ còn lại tôi nam con quỳ và ngài hộ pháp Tôi thấy ngài đứng im không động đậy Dường như là không có nhã ý muốn làm gì con quỷ cả Tôi xuất ruột quá đi Để lâu đêm dài lắm mộng cho nên tôi nhắc Chư vị hộ pháp còn một đứa kia Con quỷ kia ngài Con quỷ hướng mắt về phía của tôi Căng rồi đây Tôi nhìn về phía ngài hộ pháp nói to hơn Kể chư vị xử đi kia Xử đi kia Chư vị hộ pháp đứng im lặng Vòng tròn kết giới thu dần lại con quỷ nó nhìn ngài hộ pháp Nhìn chúng tôi và nhìn kết giới đang thu lại phía nó Và nó nhìn chúng tôi hồi lâu Như là con mèo nhìn con chuột nhắt vậy Tôi liền chột giả Bỏ mẹ rồi Nó liều chết chơi với mình Ngài bỏ con rồi ngài ơi Xế chân là cu nam Nửa người của nó chìm đất Nửa người trên ôm chân của tôi Tôi hít một hơi cứu bình tĩnh Và chỉ ngũ bộ thần chú Mọi việc yên ổn được khoảng 5-6 giây thì vụt một cái con quỷ đã đứng ngay trước mặt và vung hai tay lên bổ thẳng lên đầu của chúng tôi nó thì cao lớn như là cây thông đôi tay dài thòng lòng sưng sầu móng vút đen sì hai bàn tay bổ xuống làm tôi tư liên tưởng đến phim kiếm hiệp anh hùng xạ điêu với chiều cửu âm bạch cốt trào vang danh thiên hạ viết thì dài nhưng mà lúc đó chỉ là một luồng suy nghĩ xẹt qua trong đầu lúc đó vùng tay bỏ kiếm tôi sợ té nhào rất đất và kệ cho nó định đoạt nhắm mắt lại chờ đợi một xíu không thấy động tĩnh gì tôi mới mở mắt ra nhìn xem thì thấy trên đầu của tôi cách một mét một bông hoa ngũ sắc to như là cái thúng đang tỏa ra quay và quay tít cảnh tượng thật là kỳ lạ hai bàn tay của con quỷ đã bị dính chặt vào những bông hoa sen và ánh sáng từ hoa sen từ từ lan tỏa hốt dần yêu khí của con quỷ khiến cho nó dễ dụa trong vô vọng từ từ thu bé lại Tôi vừa ngạc nhiên vừa khoái chí Mày rơi vào ông đây như là mày rơi vào cứt rồi đó À đây vào Phật Pháp rồi Còn quỷ ngu kia đáng đời của mày Tôi co chân đạp cho nó một cái Bàn chân của tôi xuyên qua nó Chẳng đạp được chúng cái nào Tôi đấm đá liên tục mấy cái đều như vậy Rồi bất ngờ một tiếng sầm vang lên Hào quang rực rỡ Rồi khi ánh sáng tắt đi trở lại cảnh đường phố Khuy âm u Chỉ còn lại tôi nằm nhóc Ngài Hộ Pháp và một bé gái tầm 15-16 tuổi. Tôi ngó nghiêng xem con quỷ đâu, chả lẽ tôi bấm đá mấy phát mà nó chết rồi sao? Nhưng cô bé nhóc kia tầm thằng Nam làm tôi chú ý. Cô bé đang nằm ở trên dưới đất như có vẻ đau đớn lắm. Tôi đoán chắc con quỷ đó đã nút trọn cô bé này. Nay bị Phật Pháp oánh tàn thầy cho nên cô bé văng ra. Tôi và Nam đến lượt hỏi han tỏ vẻ quan tâm. Dù sao thì cũng là con gái, Cô gái này mặc một bộ đồ trắng kiểu xưa Khuôn mặt rất xinh Không thấy mắt bóc túi cải châm Tôi liền mệnh dặn hỏi Tại sao cô gái lại ở đây và dân nông nỗi này Cô gái không khóc gì Và chưa vì hộ pháp nói trầm ấm vang lên khắp không gian Mà tôi chẳng thấy mồm mấp máy gì cả Chưa vì hộ pháp liền nói Vào năm 1930 khi mà Trung Quốc còn đô hộ Việt Nam một số còn lại đã bắt con gái trẻ để làm thần giữ của và cô bé này là một trong số đó hơn một nghìn năm qua cô bé đã phải khổ sở ở cõi âm oán khí chết chồng cho nên hóa quỷ tôi làm nhiều việc ác nhưng xét thấy bản thân tội nghiệp cho nên chúng ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua nay lại, lại liên kết với pháp sư làm việc trái đạo nên sẽ bị bắt về cải tạo còn pháp sư sẽ bị bức tử thì ra qua lời khai thị của chư vị cô bé này là con quỷ ghê tởm vừa rồi định giết mình sao đúng là gái đẹp toàn do yêu quái hóa thành buộc một cái chư vị hộ pháp và cô bé kia biến mất để lại tôi và thằng nhóc nam ở lại có tiếng người gọi văng vẳng ở bên tai hết một khắc rồi đó anh tranh thủ đi không được xen vào những câu chuyện bao động việc mình mình làm việc họ họ lo chư vị đi rồi chỉ còn tôi và nam nhóc đám vòng lang thang giờ từ đâu chui ra như là kiến thấy được uy lực của phật pháp cho nên ai cũng xung xòe với chúng tôi và tôi có gặp một số người quen ở đây họ nhắn nhủ về gia đình rất nhiều hơi tiếc về hồi sống do vô thần không tin để bây giờ phải đau khổ dưới cõi âm không năng lực dễ bị phạt nặng bị sai khiến đói khổ ai cũng muốn tôi hướng dẫn chỉ ngũ bộ chú hoặc dạy cho con cháu của họ chỉ ngũ bộ chú để thoát cảnh chết sớm chết tai nạn tôi liền chỉ nói tùy duyên thôi các bác ạ à. ở đây ai thật tâm cầu đạo cháu sẽ chỉ còn họ không tin cháu cũng có hướng dẫn họ cũng không có nghe đâu nói chuyện một lúc tôi phát hiện ra phía xa có ánh sáng kỳ lạ bất thường từ trên một sườn núi tôi liền hỏi mọi người trước kia là sao vậy ạ à? có một vong liền đáp đó là khu đất long mạch có các quan sai chấn giữ nhưng mà đêm nay có mấy pháp sư xuất hồn và vô hình để lại chấn yểm nhằm giữ đất cho con cháu họ, nhằm phát tài lộc ở sau này. Ồ, vậy tôi phải phát hiện thêm một điều nữa về phong thủy. Còn vụ oánh nhau nữa, tôi phải đi xem. Tôi liền kéo nam xẹt hướng đó. Trong trạng thái của một vong ma, chúng tôi di chuyển rất nhanh, nhỏ một cái đã tới bên sườn đá. Nơi đây nếu mà theo tiêu chí của phong thủy thì đúng là vượng khí, Tôi không dành về phong thủy lắm Nhưng cũng cảm thấy ấm áp và tràn đầy năng lượng khi tới đây Theo như Nam nói Nơi những có long mạch chính là đại huyệt của một quốc gia Chứa nhiều vượng khí và năng lượng vũ trụ Phải là một gia đình nhiều phước đức Tới lúc hưởng phúc mới được xoay chuyển vào chỗ long mạch Để cho con cháu hưởng vinh hòa phú quý Nôm na là như vậy Nhưng chính vì vậy mà nhiều thầy phong thủy thầy Pháp Đều muốn gia tộc của mình ngự ở đây nhằm kéo dài sự vinh hoa phú quý của dòng tộc. Điều này tuy trái với thiên cơ và chịu hậu quả nặng nề, nhưng rất nhiều kẻ tham lam vẫn muốn chiếm đoạt long mạch làm của riêng và đêm nay cũng có một kẻ như thế. Kẻ xuất hiện tới chấn long mạch là một pháp sư tơ con vạm vỡ, dầu ria sồm xoàm, mặc bộ quần áo hoặc tiết âm dương màu cam lé đen, trên tay cầm một lư hương bằng cục đá lớn. Còn bên trong long mạch, các thầy pháp sư ăn mặc như đám toàn là chân giáo trong thần điêu lữ hiệp. Tôi và Nam bay lên nhành cái ôm tùm để quan sát. Giờ đã xảy qua một số việc, tôi được như chư vị giúp một số chuyện cho nên kinh doanh cũng có tăng lên đáng kể. Đang quan sát hai bên thì trước mặt của tôi nhòe đi và rồi xuất hiện hình ảnh của lão tử kia. Lão mặc đồ sư cao miên, người gầy gầy tóc chọc. Trong phòng của lão bầy biện đồ chơi bùa hình ngải linh tinh trên bàn thờ tầng phía trên có thờ một cái đầu lâu và một tay người bị xét đánh mà tôi biết lão luyện thiên linh cái vậy lão này là không phải dạng vừa cũng dạng hết cỡ gì đó còn phía dưới lão thờ các quỷ thần và thần thú vô cùng dị hợp và linh kình các chai lọ thờ ama thông gì đó kiểu như là sắc thai nghi, đèn đúc sáng trưng có nằm đến bảy tiểu phục dịch lão xuất hồn vào được vô hình nghênh chiến cũng dạng thú dữ rồi một tránh một tà oánh nhau đây thật đáng xem quá đi bên ngoài chân giáo thì thờ vài tượng phật bằng đá cống thần hổ thần rồng bằng đá đơn giản dị chứ không có gì cả đến giờ linh lão pháp sư phát động tấn công trước qua mắt thứ ba tôi thấy được ở nhà lão thì một đệ tử đốt một đạo bùa vẽ loằng hoàng hình con nghe trong dị hợm con nghe được vẽ bằng chữ tàu cho nên rất cách điệu còn trong vô hình là pháp sư dằn mạnh chiếc lư hương xuống gầm đã lên một tiếng cái đấn triệu thình con nghe quỷ sau một tiếng uỳnh nhẹ một cái con nghe to như là con trâu mộng để xuất hiện trông con mắt vô cùng cổ quái chỉ vì nó được hình thành từ oán khí của tử địa con nghe phóng mình lao vào giữa đám toàn chân giáo đám toàn chân giáo cũng tung kiếm và kết ấn thiết lập với kết giới ngăn cản hai bên va vào nhau long tời lở đất không phân thắng bại tôi cũng chỉ thấy lờn nhoàng ánh sáng qua lại chứ ma quỷ di chuyển nhanh lắm nhìn hoa cả mắt sau tầm 5 phút tôi nghe thấy tiếng buồm một cái rồi tất cả bắn ra xa ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt còn nghề bị văng về phía thầy pháp nó giật giật nhòe nhòe đi như là tivi nhiễu sóng người găm đầy kiếm được một chút thì nó mở dần rồi biến mất ngoài thực tế đàn lễ của thể pháp một cái tượng nghề đã gãy tạch một cái Bên toàn chân giáo có khoảng 50 người Nhưng cũng mười mấy người bị thương văng ra xa Cũng từ từ mà dần rồi biến mất Coi như là cũng mất một mớ người rồi Mà mới khởi đầu như vậy thì có lẽ thua là chắc Bên lão pháp sư đám đệ tử sang sái đốt một đống bùa Còn vô hình lão thầy pháp đập tay xuống đất triệu thỉnh Một quỷ thần ban đầu xuất hiện Tà thần này cao to khoảng 10 mét Người xanh lẻ, trông như một vận động viên thể hình cơ bắp cuồn cuộn và sáu tay đều cầm binh khí tôi cũng chả biết cầm những gì cầm mấy cái dễ nhìn như là kiếm giáo đao lão pháp sư với tay một cái thì quỳ thần liền lao tới mỗi bước chạy của nó đều khiến đất đá rung lên bẩn bật gần tới nơi nó bật cao lên rồi lao thẳng vào giữa đám toàn chân giáo những kết giới bên toàn chân giáo bày ra như chỉ trói chân gà nó cua cua một xíu thì tan bành hết bên toàn chân giáo tung hết kiếm ra chiến đấu nhưng sáu tay quỷ thần đỡ gạt rất tài tình cho nên cũng chẳng làm được gì nó cả lại còn bị nó oánh văng hơn hai mươi người mười mấy người còn lại cũng xuống sức pháp lực thuyên giảm nhắm không chống cự được bao lâu tôi với nam bên này nhìn trận đấu mà cũng thấy sợ hãi quả thần trong vô hình còn quá nhiều điều bí ẩn và kỳ lạ hóa ra có rất nhiều cao thủ ẩn danh và các cao thủ trong vô hình đấu đá nhau chứ không khoa trường như mấy thầy bà dòm một bác toàn chân giáo già có lẽ đội trưởng của nhóm thấy tình hình nguy cấp thì liền kết ấn triều thình rồng thần từ con rồng đá thờ phía sau xuất hiện một cột lửa nó cao bốc dần rồi phóng vụt lên trời thành một con rồng lửa hùng vĩ rất lớn và dữ tợn nó lao vèo xuống quấn quanh con quỷ thần sáu tay dù sáu tay hay sáu mười tay mà đánh với lửa vô hình vô tướng thì sao mà oánh nổi. Nên quỷ thần thúc thủ và bỏ mạng. Bên nhà lão pháp sư cái tường quỷ thần cũng gãy tạch. Vậy là lão cũng tòi hai pháp rồi. Bên toàn chân giáo thì cũng liền kiện chỉ còn hơn chục người mà toàn kẻ què người cụt. Giờ chỉ còn lại con rồng lửa thừa thắng sông lên đội trường toàn chân giáo cho con rồng lao về chén lão pháp sư trong vô hình con rồng dũng mãnh lao tới và phục một cái lão pháp sư đưa cái lư hương lên chụp con rồng vào đó con rồng chui vào dãy ruộng một lát rồi từ từ biến mất lão pháp sư ngửa cổ cười ha hả, hả rồi vung tay ném lư hương về phía trước nói về lão pháp sư này ngoài đời nhìn lão gầy o đầu cạo trọng theo kiểu mấy nhà sư campuchia còn trong vô hình lão đầu tóc bù xù râu ria xồm xoàm như kiểu trương phi đúng là sinh tướng Lão quàng cái lư hương về đám toàn chân giáo Cây lư hương có con rồng bên trong nên bốc lửa cháy ngột ngột bay về phía đám thương binh toàn chân giáo Nó còn đầm vào vách đá ẩm ẩm Làm cho đá văng tứ tung Áp lực của nó thật kinh người Đám toàn chân giáo nhìn uy thế biết đã tận mạng Cho nên liều chết chống đỡ Kè vào nhau đưa tay dùng năng lực cuối cùng cản lư hương lại Nhưng lư hương vẫn lừa lừa bay đến Tôi thấy nó mà tới đập xuống ăn có một đám người nát bét luôn. Tình thế nguy cấp quá tôi cũng không kịp nghĩ, liền xoẹt xuống phía trước đám toàn chân giáo, hai tay để về phía lư hương miệng lẩm nhẩm đọc. Tôi đọc liên tục như vậy và từ từ cảm nhận rõ áp lực đến tức ngực của lư hương mang lại. Áp lực của nó ngày càng áp tới, khiến người của tôi như bị xé ra. Cố đưa tay về phía lư hương và cố chỉ chậm rãi từng tiếng. Các bạn có thể tưởng tượng khi cố dùng hết sức bình sinh đẩy một chiếc ô tô vào mồm chỉ chú vậy rất khó nhọc. Và tôi cảm tưởng như kẻ bị táo bón đang vận công hết sức cho chuyển phát quyết định của mình. Lão Pháp Sư cười sướng khi thấy tôi như vậy. Vào giây phút cuối cùng không hiểu sao có một dòng năng lượng ùa về căng đầy trong cơ thể của tôi. Và tôi hất mạnh hai tay. Một biểu tượng chữ vạn nhà Phật xoay tít từ ngực của tôi bay ra và đánh chát vào lư hương khiến cho nó văng mạnh và núi đá nghe ẩm một cái. Chiếc lư hương và khoảng đất đá ở đó vỡ nát vụn. Sau phút ngỡ ngàng chắc lão đoán gặp cao thủ, cho nên lão pháp sư lùi lại và chịu thịnh trước cuối cùng của lão. Qua mắt thứ ba, tôi thấy đám đệ tử của lão sử dụng đến tiên linh cái và mấy cái thai nhi thông gì đó. Sau khi dưng trần đệ tử của lão đốt bùa thì ở vô hình, lão thỉnh lên một con quỷ vô cùng kỳ dị. Nó dạng như là một con sâu Đầu nó là đầu lâu khổng lồ như là đầu xe container Còn thân hình thì vô vàn những thai nhi yểu tử do bị nạo phá thai Những thai nhi bị bỏ rơi này không nơi nương tựa Gia tiền không nhận cho nên chúng lang thang khắp nơi Bị ức hiếp bị đánh đập Rồi bị pháp sư lợi dụng luyện tà đạo Kết hợp chúng thành những thứ quỷ quái Mà ở đây là một ví dụ Nơi oán thán của chúng rất mạnh một cô gái bị ép làm thần dữ của oán khí biến cô ta thành quỷ đã mạnh như nào huống hồ con sâu quỷ được kết hợp từ hàng ngàn thanh nhi vô tội và tiên linh cái nó tạo thành một con sâu hàng ngàn tay đầu là đầu lâu sắt thật sự rất khó tả quanh thân con sâu cũng là hàng vạn bàn tay mồm mắt kêu gào liên tục đến váng cả đầu oán khí của chúng tạo thành những cột khói đen kịt bốc lên trời vì là kết hợp giữa hàng vạn phong nhi cho nên dù đánh chúng cũng chỉ làm chết một hai vong nhi Chứ không giết nổi con sâu này Đây chính là tuyệt chiêu Trước cuối ác đậm của tiên pháp sư mà nhờ nó Lão đã chiếm được rất nhiều vị trí phong thủy tốt để bán lại kiếm lợi Cũng như hãm hại đối thủ khác Cống chính vì thế các vong nhi rất oán hận bố mẹ Chúng có thể đơn lè về hãm hại bố mẹ Cũng có thể tạo bè đảng để về phá bố mẹ Khiến cho bố mẹ chúng thất điên bắt đảo vì chúng không làm gì được. Giờ đây còn sâu thai nhi với hàng ngàn hàng vạn cái tiếng kêu khóc khiến cho ai cũng lòng cả óc và sườn da gà. Không ngờ uy lực âm linh của chúng mạnh mẽ tới vậy. Giờ phải làm sao đây? Oánh chúng thì không đành mà tôi chẳng biết làm gì để đánh chúng. Đâu có bùa phép như lão trường bờm đâu. Còn đám toàn chân giáo thì sợ mất hết mật. Giờ phải làm sao đây? Tôi suy nghĩ mông lung mà thực sự là biết tắc vì không biết phải làm gì cả thằng nam thì sợ quá chạy mất tiêu bên phía tôi mấy người canh long mạch toàn người pháp lực yếu vì họ ở đây chủ yếu là tác động tâm linh một chút để xua đuổi người dương nào vô tình lạc tới đây có nhà ý mua bán hay xây dựng nhầm vào nơi này để đợi người có duyên phước có thiên mệnh tới người âm đã chết hiểu rất rõ về nhân quả và hậu quả khi đụng vào thiên cơ nhưng người dương tham lam thì không nghĩ vậy Lão Pháp Sư kết ấn đọc một chàng thần chú gì đó rồi vung tay một cái. Từ hư không xuất hiện một chiếc chuông khổng lồ màu đồng đen họa tiết rất kỳ dị. Giữa đêm khuya chỉ có ánh trăng sáng lại nhìn thấy quả chuông đen và quỷ sông nhi thấy rất đáng sợ. Dạ. Lão dùng bùa gì đó đốt lên và lầm dầm niệm chú. Gió cát mây mù nổi lên xoay chúng tôi kẹt vào kết giới đen của lão từ các đám mây trên bầu trời sẽ đánh đồng đoàn vào quỷ sâu nhi khiến tôi bất ngờ. Hóa ra đầu lâu người bị xét đánh luyện tiên linh cái có tác dụng hút xét và nó chuyển luồng xét đó lên thân con sâu. Nghĩa là toàn bộ vong nhi đều bị ăn đòn xét đó, đau đớn vô cùng. Trong cơn đau đớn đó, với tính cách trẻ con, đau là khóc, càng ngàn vạn cái mồm gào lên ẩm mỹ. Và tiếng khóc này dưới sự cộng hưởng của chiếc chung quái dị làm cho âm thanh tăng lên gấp bội. Tiếng khóc này đúng là phải ví với câu thần khóc quỷ sầu gì đó. Nó xoáy vào tâm can, ai linh lực yếu sẽ không chịu nổi và bị mụ mị đi và bị nó xảy khiến. Không phải trả lâu, bốn xung quanh tự nhiên xuất hiện các vòng ma khác. Các vòng ma bị sự kêu gọi và dẫn dụ của quỷ sâu nhi từ từ hiện thân, càng ngày càng nhiều đen đặc phía sau tên Pháp Sư. Vòng tà có, tây có, tẩu có, mới chết có chết lâu cũng có chết lâu lắm rồi cũng có dân đen có bình lính có đủ hết chúng tập hợp hết dưới tướng của pháp sư dễ có tất cả vạn đứa tôi thi thoảng đi xem mấy thầy bán linh đồng họ hay nói mượn binh mã của các thánh ngàn quân vạn quân gì đó để đi chấn yểm hay trừ tà thường chỉ nghe đến vậy chỉ quần bình được cấp cho thầy thì phụ thuộc vào đạo đức và tuổi đạo của thầy chỉ cấp vô tuổi vạ làm sao được còn tên pháp sư này dùng năng lực vật tà đạo ép các vong linh mê muội Đi theo như là ông chúa Điều khiển ông thợ vậy Còn với người dương thì nó xui khiến cho mê muội mà tự tử Ta nạn hoặc là điên khủng Mà người ta hay nói là ma suy quỷ khiến Trở về trận chiến âm khí mù mịt chân lấp cả cái hẻm núi Và pháp sư chuẩn bị tấn công tôi thầm chỉ ngũ bộ chú và xin chư vị giúp đỡ xin sám hối vì không nghe lời chư vị xen vào việc bao đồng nhưng trong trường hợp lúc nãy nguy khốn của đám toàn chân giáo tôi không đành lòng bên tai của tôi nghe tiếng thở dài một cái dài ngoãng và tiếng chư vị nói ở trong đầu thằng học trò bướng bỉnh đã nói mà không chịu nghe dù sao đã đến đây rồi không cho con thấy một số năng lực thì sẽ không có tin mà tu đâu nhỉ rồi tôi có một lực tác động cái hự vào người chân tay cứng ngắc như bị điểm huyệt một luồng điện chạy nhanh từ chân đến đầu làm tôi quay mỏng mỏng rồi trong tích tắc tôi bị chiếm xác đầu thì vẫn biết những gì mình đang làm nhưng không thể dừng lại tôi tiến lên phía trước đứng hiên ngang là pháp sư xua tay một cái đám vong âm đằng sau ào ào bay đến như là giải chấu tiếng trung vang lên như là tiếng chống trận tôi kết ấn loạn cào cào rồi đập mạnh xuống đất từ lòng bàn tay xuất hiện chữ vạn sáng rực in xuống đất khi nó in xuống thì nó quay tròn rồi cứ to dần từ từ bằng cái mâm bằng cái thúng rồi dần dần lan to hơn cái sân đình tất cả đám âm binh nhào đến đều bị ánh sáng trong vòng đó hất văng ra ngoài uy lực của phật là giải thoát chứ không thiên về áp chế hay bạo lực cho nên ban đầu là đã như vậy bên thầy pháp tà khí bốc lên ngùn ngụt vì lão đã đánh cược sinh mệnh của mình vào đây không gian tối thui vì tà khí giờ sáng lên vì kết giới chữ vạn Tôi bị điều khiển đứng lên Kết ấn chuẩn đề Và triệu thình ngài chuẩn đề vương Bồ Tát Đằng sau lưng của tôi từ từ sáng rực như ban ngày Tôi được điều khiển quay lại để quỳ xuống đánh lễ ngài Trời ơi Trước mắt của tôi hiện ra chuẩn đề 18 tay To như là trái núi Người như một bức tượng bằng vàng khổng lồ đỏ rực 18 tay cứ uốn éo múa máy giữa không trung Giờ đây nhìn cảnh tượng này Tôi thấy tôi như một con kiến Đang nhìn người bình thường đang ngồi thiền vậy Ngài chuẩn đề to tướng kinh khủng Sức nóng tỏa ra khủng khiếp luôn Tiếng chư vị nói Còn có duyên phước cho nên nay Được diện kiến Phật mẫu chuẩn đề Bị hiện trừ tà câu chú của ngài Trong ngũ bộ chú Con phải nhớ trì niệm hàng ngày Để trùng tử Phật của ngài lan tỏa trong tâm con Tôi tự hào quá chỉ biết nói dạ trong tâm Lão Pháp Sư thì biết đã xong cuộc cho nên đứng im khẩm nhúc nhích. Từ trên tay của ngài đã chuẩn đề là các pháp bảo bỗng biến thành những bông hoa sen khổng lồ. Bốn bông sen bày ra bốn góc chấn của đám âm binh tạo kết giới bất khả xâm phạm. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Một bông sen nữa thì bay vào chính giữa kết giới. Nó nở to và bốc cháy ngột ngột. Tất cả tà khí phía trong đều bị thanh tẩy. Cái chuồng của lão pháp sư bị hút bay về phía bông sen và tới nơi thì nó cháy ra cho. Là pháp sư mắt chữ A mồm chữ O Quỷ mọp xuống không nói nên lời. Không cảnh cực hoành tráng từ không trung có tiếng vang lên. Còn ấy chỉ ngũ bộ thần chú cho mọi người nghe. Chết tôi rồi, tôi vốn nhát nói chuyện giữa đám đông, nay lại bị đẩy lên đọc ngũ bộ chú làm mẫu, khác gì cây văn nghệ của lớp phải hát giữa toàn trường đâu Tôi không có sự lựa chọn nào khi cơ thể bị tác động và đẩy về phía trước, tôi không biết chư vị và ngài chuẩn đề có ý gì không, cơ mà đâm lao thì phải theo lao. Tôi nói, các vị dưới cõi âm và đau khổ nhiều rồi, Này các duyên với chư vị ở đây, tôi chỉ là một học trò nhỏ chỉ học thuộc năm câu chú. Này ai muốn giúp bỏ cảnh giới đau khổ này thì theo chư Phật tu học tìm cầu giải thoát, xin hãy đọc theo tôi. Tôi đọc ban đầu còn ngại, mọi vong ở đó cũng ngại, nhưng rồi dần có người đọc theo và dần dần toàn bộ mọi người ở đó đều đọc theo. Cả vạn người đọc ngũ bộ chú khiến cho âm thanh ở đó ầm ầm như sóng biển, rồi ánh sáng từ những bông sen, từ ngày chuẩn đề sáng rực như mặt trời. Mọi người bắt đầu thay đổi, trang phục biến đổi quần áo đẹp, quần áo đẹp đẽ tinh khôi. Trên tay bị gãy hay mất liền lành lại, người chết bệnh chết tận cũng khỏi luôn. Kỳ lạ thật, và trên bầu trời xuất hiện vô vàn chư vị thần thánh tới đón. Mọi người từ từ bay theo chư vị theo cảnh giới cao hơn để tu tập tiếp tới để giải thoát. Nhiều người nói cảm ơn tôi, với tay tôi lòng tôi cảm động bật khóc. Rất nhiều người nói, cháu hãy cố gắng giới thiệu cho nhiều người biết tới ngũ bộ chú, cầu chú của năm phương phần để tu sửa thành bản thân mình. Chúng tôi biết muộn quá cho nên mất bao nhiêu năm tháng đau khổ ở đây. Xin cảm ơn cháu. Nam xuất hiện, nó không nhếch nhác như lúc ban đầu mặc quần áo tươm tất như học sinh cấp 3. Nó túm lấy tay của tôi cảm ơn anh đã giúp em. Giờ dạ em có chư vị rồi, chư vị sẽ đưa em đi và dạy em. Kia là chư vị của em. Tôi ngước mắt lên nhìn, một vị đạo sĩ tay cầm phất trần, quần áo trắng và râu tóc tinh khôi. Tôi chấp tay lại vị đó và vị đó mỉm cười. Nam nói, Em xin chư vị đi với anh Khi nào anh về em đi và chư vị đồng ý rồi Nó nói là làm khiến tôi sực tỉnh cơn mê Ở nhỉ mình còn sống và bao việc phải làm Đây là đi tham quan và thời gian sắp kết thúc Chư vị không tác động vào tôi nữa Để tôi làm gì thì làm Và tôi nhìn thấy quỷ sâu nhi vẫn còn ở đó Ồ chắc là công việc kiểm tra gì mình đây Tôi đánh bảo đi về phía nó Nam tò mò đi theo còn sâu rất lớn như đoàn tàu Và lũ trẻ vẫn đang dấm dứt khóc Tôi từng nhớ có một bạn đạo Được chi vị dạy Hãy chỉ ngũ bộ chú bằng lòng yêu thương Và ở cự ly gần Tôi thấy những khuôn mặt ngây thơ Bị nạo phát thai Đứa đứt tai đứa hở hàm Đứa cột tay cột chân Nói chung chết lúc nào thì xuống âm Ở nguyên hình dạng đó đau thường lắm Tôi đặt tay lên mình con quỷ sâu và chỉ chú, càng chỉ nước mắt của tôi lại càng rơi, và không kìm đường tôi vừa khóc vừa chỉ chú. Cuối cùng tôi khủy xuống khóc chứ không chỉ nổi nữa. Tôi cứ nhắm mắt khóc cho đến khi có tiếng trẻ con lao sao thì mới mở mắt ra. Thật bất ngờ trước mặt tôi cơ man lào là trẻ con, y như nhà trẻ vậy. Chúng nó đều rất xinh xắn và vui tươi, nó nghịch chạy nhảy ẩm mỹ. Chiêu vị nói, đó là bài thử tâm của con thôi, nếu lúc đó con muốn tiêu diệt nó, chúng ta sẽ chấm điểm cho con tuyệt bài Nhưng con đã gạt qua nỗi sợ để yêu thương chúng, thể hiện được tâm từ bi của nhà Phật, nên con được qua bài và chúng ta được giải thoát khỏi oán khí. Còn đi với Nam đi dạo một vòng nữa đi, thời gian không còn nhiều, sau này thế ai chót sai lầm nào phát thai, hãy hướng dẫn họ nhận và thọ chỉ ngũ bộ chú càng sớm càng tốt. Đừng để lâu oan nghiệp chất chậm, Nói xong thì ngài chuẩn đề từ từ mở rồi biến mất. Lũ trẻ cũng theo bay lên và dẫn đi hết. Tôi cuối người vái chào và nhìn lại. Cuối cùng chỉ còn tôi và Nam với màn đêm. Còn lão pháp sư ngày sau đó cũng bị bắt xuống địa ngục chịu tội. Trên giường thế nơi lão làm phép, lão tổ huyết rồi chết tươi. Đệ tử và gia đình hoàng sợ tháo chạy nháo nhác Lo cấp cứu và lo hậu sự. Lưới trời lồng lồng nhớ vậy là được tôi quay sang nam nói tham quan tiếp chứ có gì không biết hướng dẫn cho anh lúc nãy đi qua phía nhà kia anh thấy có một chiếc hang có tà khí mạnh vào đó ngó nghiêng một chút nam có lẽ giờ tin tôi cho nên nằm ở đi theo nó liền dặn lượn nó vòng này rồi về nhà anh không là minh giới môn đóng cửa đó vậy là chúng tôi nhắm đường chiếc hang mà thẳng tiến tôi và nam sệt đi tới cái hang nơi mà tôi đã từng nhìn thấy trên con đường chạy tới hẻm núi xem đánh nhau thế khoảng vách đá đó thì tìm hoài không thấy đâu cả đang loay hoay tìm thì tôi thấy có một ông già cốt cách phương phi đang ẩn hiện ở đó tôi đoán có lẽ là một thần nhân cho nên cùng nam sệt đến để hỏi thăm cậu già này ăn vận kiểu quần áo giản dị như người xưa búi tóc để dâu dài tôi vội cúi chào rồi hỏi cụ có thấy một cái hang nào ở đây không à cậu già ngạc nhiên hỏi sao con cũng biết ở đây có hang vậy tôi liền đáp dạ nãy con qua kia xem pháp sư đánh nhau con chạy ngang qua đây thấy một chiếc hang mà giờ con quay lại lại không thấy nữa cậu già đó liền nói đó là một cái hang nhưng lại không phải là một cái hang thông thường đó là một dạng kết giới cao cấp mà chỉ có những người có năng lực cao mới thấy vì hiện tại cái hang đó là kết giới của một tà thần. Tà thần, chính thần, nghe hay chưa? Tôi liền mào chuyện. Con thấy cụ không giống các vong bình thường khác. Xin cho con hỏi cụ là một đạo sĩ hay là một vị thần à? Cô liền trả lời. Tôi là thổ địa ở đây một tiểu thần. Ồ, thì ra là vậy. Tiền thể tôi nói chuyện tìm hiểu về cõi âm xem sao. Tôi hỏi, còn có được nghe nói về cấp bậc ở cõi âm Danh sưng này nọ xin cụ chỉ bảo Thổ thần liền đáp Nếu nói về tâm linh tất cả đều có cấp bậc hết Sự phân cấp rõ nét các con thấy có thể từ thổ công thổ địa Tới thành hoàng chúa xứ Rồi phải cao hơn lên các thánh thần tiên phật Nhưng thực ra đó là người phàm tự phân và đặt tên Trên cõi âm chỉ có tiểu thần, trung thần và đại thần Các vị đại thần linh trưởng quản vũ trụ thì mỗi nơi gọi một khác như chúa trời thượng đế ngọc hoàng tùy vật tín ngưỡng với các con thì là đức tỷ lô giá na phật hay phật nhật như lai còn không chúng ta cứ gọi là thượng đế cho nó dễ hiểu ồ thì ra danh xưng do người phàm tự đặt rồi cãi nhau và cho đó là chân lý nhưng người việt vẫn gọi là mặt trời tiếng anh gọi là giờ săn vậy chỉ là một mà hai cách gọi khác nhau rồi lại cãi nhau tôi liền hỏi tiếp Ngài đã nói đến tà thần, ngài là thần Vậy ngài có thể giải thích kỹ hơn một chút Về danh hiệu thần được không ạ à? Thổ thần liền đáp Con người không hiểu rõ về quy trình làm thần Thường thì có hai con đường làm thần Một là được thượng đế sắc phong làm thần Hai là tự tu luyện để làm quỷ thần Ồ, rắc rối rồi đấy Khi có một người sống có đạo đức Có ảnh hưởng tới mọi người Thì khi chết đi sẽ có cơ hội được phong thần những vị thần này sẽ có ấn lệnh và ký hiệu riêng cũng như kết ấn riêng khi người phàm muốn thỉnh xin ý kiến sẽ có một số năng lực do thượng đế ban cho làm nhiệm vụ năng lực và binh lực sẽ tăng lên khi mà được thăng cấp bị thu lại khi làm sai nhiệm vụ còn quỷ thần là do những thành phần bất hào sử dụng tà đạo hoặc là ép bức vong linh đi theo mình để làm việc xấu chứ không phục vụ thiên cơ như tránh thần dạ xin ngài nói rõ hơn nạ đa phần chúng ta nghe đến hai từ quỷ thần Phạm làm thần có rất nhiều con đường khác nhau có người là do hóa xanh xanh ra trong gia đình chư thần như là long cung thất cung địa cung lại có người được sắc phong do trong quá trình tu tập đã thoát xác thành thần có nhiều năng lực thần thông biến hóa cho nên ngọc đế sắc phong để hội trì chánh pháp tạo thêm thiện nghiệp là có người do tu tập công đức lúc còn sống như là bố thí làm phước, hy sinh thân cứu mạng. Nhưng đặc biệt trong xu ấy có một loại thần không phải do ngọc đế sắc phong, đó chính là quỷ thần. Vì sao lại có chuyện đó? Để giải thích chuyện này ta xin nói rõ cái lý này. Đó là phạm bất cứ ai khi chết mà có trên một ngàn vong hồn quy thuận, thì sẽ có pháp lực của một thất thần. Nếu có mười ngàn vong hồn quy tụ chịu dưới chướng nghe sai khiến thì pháp lực của họ tương đương với lục thần như thành hoàng chẳng hạn nếu có trên một trăm ngàn vong hồn chịu khuy phục dưới sự sai khiến của người ấy thì pháp lực của họ ngang hàng với cấp ngũ phẩm thiên thần cấp thần ngũ phẩm ấy của thiên giới như là thần sớm thần mưa thần gió đây đã là bậc trung thần pháp lực to lớn việc họ quy tụ được nhiều vong linh tự nguyện hoặc bị ép buộc làm âm binh theo họ cũng chẳng khác gì những nhóm thổ phỉ sống trong các triều đại phong kiến khi xưa tự chiêu mộ binh lính ngang nhiên làm những chuyện không thuận theo thiên quy cho nên nhân giả gọi đó là quỷ thần vì họ có năng lực của thần nhưng lại làm việc tùy ý thích không thuận theo thiên ý vậy cho nên thần và quỷ phân biệt như sau một là người đó công đức to lớn trừ ác giáp bạo ngược bảo vệ dân chúng chống lại những cái xấu cái ác nên hy sinh bản thân của mình đó là bảo vệ chính nghĩa thuận theo thiên mệnh hay là những kẻ tàn bạo ác nhân tôi sinh thời là vi tướng nhưng chỉ vì tham lam phục vụ mục đích cá nhân đê hèn muốn thống trị kẻ khác bắt kẻ khác làm nô lệ đó là nghịch thiên ý họ chết đi không những chẳng được sắc phong mà còn bị luận tội tuy nhiên do oai thần lúc còn sống quá lớn sâu hận cũng lớn cho nên đa phần họ sinh về cõi atula sau khi hết oai thần mới sanh vào cõi quỷ chịu ác báo. Nhưng lại có một số người không chịu thác sanh mà vẫn vương luyến tiếc cái dư vị bá chủ, thống linh của mình. Họ vất vường trong nhân gian, nâng nhà hương khói cúng kiến của người còn sống mà phát triển sức mạnh, lại trải qua thời gian. Những người lúc còn tại thế là thuộc cấp của hắn công dần chết đi, lại không chịu tu hành, nên chẳng thể vắng sanh hoặc thuận theo thiên ý mà về âm ti chịu tội lại được dẫn dụ về với hắn, nhiều ngày thành một thế lực to lớn của âm binh, nâng nhờ hương khói cúng dường của người sống mà thần lực ngày càng lớn thêm. Những quỷ thần này lại rất hợp với người đời tội nguyện, dù bất kể người đó có xứng đáng nhận phước báo hay không, hoặc đã giúp kẻ ác tâm thực hiện mưu tính. Vì sao họ lại làm vậy? Là vì nếu chẳng làm như vậy, sẽ chẳng ai cúng kiến cho hắn nữa. Mà càng ít người cúng kiến, nghĩa là có ít người quy thuận hắn. Càng ít người quy thuận thì pháp lực càng yếu Rồi dần dần biến thành một con quỷ quỷ bắp Quỷ dữ của con gặp Hay quỷ sâu nhi mà pháp sư chiêu dụ là một ví dụ Con tà thần là kẻ nắm giữ nhiều quỷ thần là tay sai Giống như là chùm mafia trên dương gian vậy Pháp lực cao cường và hiếm khi ra mặt Mà chỉ ở sau giật dây mà thôi À ra vậy Vậy tà thần trong hang kia chắc gớm ghiếc lắm phải không ngài Không pháp lực càng cao thì hình tướng càng đơn giản tà thần trong hang vốn có căn cơ tu phật kinh sách bùa chú thuộc lầu nhưng do bản ngã cao cho nên tâm mà chiếm giữ nay ở trong kết giới mấy trăm năm để điều tiết ma tính nhưng có vẻ chưa thành công Dạ có thấy một vị sư mặt mày câu có nhăn nhó như là nín tiểu lâu ngày ngồi thiền trên một bông hoa sen màu đen à ồ vậy con cũng thấy rồi sao dạ mà sao chư phật không giúp họ ạ à? trừ ma tính ấy à chắc con có xem phim tê Dù ký rồi. Chứng ngại bên ngoài chư Phật có thể giúp nhưng bên trong chỉ có ta giúp. Ngay như đường tăng còn bị thử thách thì con phải hiểu ngoài nỗ lực triệt tiêu buông bỏ tham sân si của bản thân thì không ai giúp được con đâu. Dạ con hiểu ạ. À. Mà tà thần như vậy sao không diệt đi ạ? À? Vì như Dương Gian Mafia còn ngồi nhà xem phim đọc báo thì cảnh sát cũng mặc kệ. Còn nếu ra ngoài gây chuyện thì cảnh sát mới ra tay. Con hiểu rồi chứ? dạ con hiểu rồi ạ à. vậy cõi âm cũng khá giống cõi trần chứ đâu có khác à vậy con có muốn vào không dạ con muốn vào xem thử ạ à. dù sao thì cũng tới đây rồi ngài giúp con mở cánh cổng kết giới ạ à. thổ thần đưa tay một cái một cánh cửa như lỗ đen chân không hiện ra tôi nhìn vào thấy một con đường đá và hai bên là vực thẳm thẳm tôi sợ quá nấn ná còn cu nam thì không nói được tiếng nào kết giới cũng muôn hình vạn trạng Chứ đâu phải trò chơi dễ đoán Đi hay ở à, Tiến hay lùi đây Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.